lá ổi lá gì nó cũng cũng có. Ủa tôi tính gồm rồi cái bữa đó ông với con ông nói mà tôi qua ổng tôi thấy ổng để sao tôi là bộ anh để lá ổi nè chút trời ơi để một bục mình nó có thể nó cũng tốt với mình nè. Dạ. Nên khẩu dẹp gì cho anh chỉ lụm cây nhánh vậy thôi ấy thôi chứ còn lá ổi để đại đi. Mình ngoài cái phân cá với phân ốc mình còn có cái phân xanh nữa, là cái phân xanh là mình ủ từ mấy cái lá cây này này kia quay mục á, mình ủ với tinh chi câu đẹp ma vô là nó thành phân xanh, nó cũng rất là tốt chứ không phải là chỉ có phân cá với phân ốc không, mình tận dụng hết luôn, lục bình bèo này nọ là mình làm phân được hết á chú. Bởi vì lục bình lúc trước xong là nó liền quá thì nó cũng không tốt. Mình là đợi cho nó khô chứ mình không có dập cho chỗ khác chứ mình nó luyện đến chấm đóng cái đó là cái dưới làm như đất mặt đất nó không có được mà nó dưới nó không có được ướt nó khô gan hả. Dạ. Vì đó tôi luyện cái khúc hầm cầu tôi luyện lên một gỗ đóng cùng ngụm rồi cho gạch ra dưới nó cái đất nó muốn nứt vô nó chỉ chứ đắp lục bình giả bẹt thì mới không luyện luyện hay sao là được mình phải ủ mình phải ủ bằng nắm chi cô á chứ không phải là đắp lên là xong, đắp lên là nhiều bệnh hơn á. Mình phải biết chứ mình không biết là sai. Tôi dạch ra mà dạch rồi luyện chỗ bụi hay bụi lên chỗ nó héo nó ấy đó. Bị lúc đầu thì không biết là luyện đóng. Đúng rồi. Mình biết mình phải có cái chứ cách đó, ổn bầu, được. Rồi trồng dưa mà nói là đắp được bình vô là cái chỗ đó làm như nó không gốc. Dạ. Bị mấy ông đó đắp mà mấy ông không có dạch đi đó. Cái trái tay của chú nó giống trái tay Phật đó ha. Nó dài. Họ thích ra đó hả? Người đài vậy. Mẹ chú bị đài quá. Thì có đài thì mình giác ngộ mới lên thăng thiên rồi. Tiếp thì hồi sáng giờ là chú ra vườn làm gì? Chú đi dọn dẹp cái vườn ổi đó rồi chú tỉa cành tỉa nhánh bọc chứ bọc trái thêm. Nào có trái bự thì bọc, sợ con này để bự quá con này kia chích liền à. Vậy hả? Ra phải bọc nó bự lắm là bự vô cái là bọc được rồi. Là quá đó nha, chứ theo ấy đấy là bọc để con này kia chích thì mình không thấy mình bọc vô thành ra trái ổi nó còn có bị đốm. Dạ, bọc sớm. Còn mình bọc hơi sớm sớm chút trái ổi thấy vừa nó hết nhăn nhăn cái non nó là bọc được rồi. Nhưng một ngày mà chú không bẻ ổi cho tụi con đó thì chú sáng ra vườn để cành. Dọn dẹp vườn. Dẹp ngắt đọt cho nó gùng gùng lại bớt chứ để cao quá gió không tới. Mà nó gãy nữa. Gió không tới rồi mình bọc cái ổi cái nó hay sức cái trái ổi thôi chứ phần bây giờ cũng yếu yếu rồi mà cao quá thì cũng dở. Chú tham gia tụi con được bao lâu rồi ta? Được mấy tháng à? Hồi ấy giờ từ Tết tới giờ ha. Không có ghi tháng mấy không? Rồi bé tới giờ là mới có tháng mấy hả? 23 rồi tháng. Ủa? Là làm với tụi con nha. Làm với tụi con từ không, trước tới giờ. Rồi trước bây giờ còn cái này mới bẻ cái đợt này á. Lâu rồi từ nói chung là từ Tết tới giờ. Tháng 4 tháng 5 cái gì á. Lâu rồi. Nhớ hồi bẻ ổi tới giờ thì mới tháng mấy hả? Chứ hồi bẻ đợt này thì vụ này thì tháng mấy á. Còn cái vụ trước là hết rồi độ ngưng đó. Vậy là cô thính chú không có nhớ nhưng mà giờ tóm lại là mình tham gia cũng từ Tết tới giờ chứ không phải Tết tháng 2 đó. Không bẻ rồi đợt đó không hết nó ngưng lúc đó, lúc rồi bởi vì ngưng cũng hơi lâu đó. Dạ. Rồi bây giờ trong quá trình mà tham gia với tụi con thì có cái gì mới không? Có cái gì mới thay đổi không? Trước so với trước đây không? Thay đổi là như là vật cái nó tốt hay là không hay sao? Thì giống như có thay đổi gì tốt hay là xấu gì có chia sẻ. Hồi ấy giờ thì nó có thay đổi thiệt, thay đổi là cái trái tốt thiệt. Tốt là lý do là bị ai cũng nói là chú gãi phân. Nhưng mà mình thì mình nói người ta không tin, cái người ta chưa xài. Đúng không? Như con chỉ là các cái loại ủ về cho bếp hoặc là xịt cái cây ấy đó. Rồi mấy đứa này giờ nó cũng khen đó, rồi nó hỏi ba cái xịt đó nó tao cái gì đâu. Bởi người ta cũng hỏi tao luôn, tao nói thiệt rồi đúng không? Là nó bự nhưng mà nó giòn. Mình chỉ người ta thì người ta hỏi mình nói. Vậy hả? Nói nhưng mà người ta thì người ta chưa có làm, người ta cũng không dám gì á. Nhưng mà mình đang dùng cái phân bón gì mình có thể chia sẻ với tất cả mọi người không? Phân mình đang xài là phân gì? Thì mình cũng xài như là phân cá, ủ, ốc, hến rồi này nọ. Mình nói mình đặt giấy, mình như giấy cái... để mình đổ gì đó để mình dành để mình tứ. Dạ. Quy định vì mình nói là 1 tháng 1 thứ 2 lần gì đó. Nhưng mà cái anh em tỉa cành, rồi bỏ cái phần rác rồi này kia, mấy cái phần lá cây này kia ha. Lá cây rồi thì mình đùa đó, để bị dân cho nó khô thôi, còn cái lụm nhánh trong đội cho so nó với... cái ấy thôi mình. So với cái vụ này, so với năm trước nó có đỡ hơn không chú?
đỡ. Đỡ hơn thì hả? Chú thấy trái nó có hiệu quả đó, nhưng năm rồi thì có người ta mua chú là ổi nhỏ nhỏ không cái. À. Đợt này người ta kêu cho lựa ổi nhỏ cho người ta ăn, tao nói bây giờ không có ổi nhỏ, có trái gì không nữa. Trái vừa vặn hơn, nó lớn hơn à, ha. Nó lớn, nó phì trái. À. Là nhờ chú dùng phân ốc ấy hả? Thì giờ dùng phân ốc với phân cá ủ rồi mình ủ chung đó. Dạ. Rồi mình quẩy rồi có cho bếp nữa ha. Ừ, cho bếp thì mình gãi à. Dạ. Mà nhưng mà nhớ theo nữa. Hướng dẫn là tụi con là cho bếp là phải ngâm nha chú. Phải mình ngâm thì tại chú thấy bảo nè, chú thấy bảo mưa liên tục rồi thôi đem gãi mẹ nó cũng mà cũng trực tiếp rồi. Con sợ là nặng quá nó hư cây của chú á, chú đâu chú cổ thả. Mà trồng được cái cây chú, nó cực có khổ. Có thau xanh đó mà chú gãi hết hai bờ mà. Thì nè đâu có nhiều, nhưng mình muốn làm cho nó có cái chất xương xương cho nó thấm trái ổi vậy thôi. Như từ lúc mà mình có sử dụng cái phương pháp hữu cơ tự nhiên đó thì mình thấy nó có cái khác biệt gì nữa không chú? Ngoài cái việc trái to hơn, ăn ngon giòn ngọt hơn còn gì nữa không? Thì đó là chỉ là ăn bây giờ mấy đứa này nó khen trong nhà nó ăn nó cũng khen luôn đó. Mấy đứa dâu nữa nó ăn sao bữa nay lúc này ổi mình sao giòn quá bơi. Trái bự nó cũng vẫn giòn. Rồi nó có đỡ tốn tiền gì không? Nó có khác gì ngày xưa không? Tiền phân nó cũng ấy chứ một năm thì nó hết vụ rồi, nó cũng gần hai bao. À. Bị mà nửa tháng mình gãi một lần giờ nó cũng hao à. À. Nhưng mà giờ ngưng lại thì không có gãi được thì cũng té là được hai ba phân. Ờ. Được bội. Vậy hả? Ờ. Là mình lời cái vốn đầu tư ban đầu đó đúng không? Bà cũng mừng rồi, nó hơi gãi chứ ông cũng làm biến gãi mà mỗi lần kêu đi gãi chằng ai đó khổ. Mà chú, con nghe chú nói là chú có cái phần bệnh mà nếu mà xài thuốc trừ sâu là chú sẽ bệnh ha, đi chích thuốc ha. Nghe cái mùi sơ thuốc sâu hay là gì đó nó hôi là bắt đầu về là chú bệnh liền. Thành ra cũng dạ, ngán lắm, mỗi lần xịt là ngán lắm. Bây giờ đỡ xịt rồi chú thấy nó khỏe hơn hơn, bản thân chú thấy khỏe hơn. Bây giờ mua được cái bình máy đó nó nhẹ nữa rồi. Mình có xịt dưỡng thì ba cái thuốc là bả đâm rồi mình ra mình xịt thì cũng hai bình trả lợi, ba bình trả lợi. Mấy loại dưỡng như da thuốc cá này kia ha. Thuốc cá như vậy gì. Da thuốc cá rồi dặn nó mua ký tới giờ không thấy tâm thấy dặn. Nhờ cánh mua giùm hả? Ừ. Đó. Shipper kêu thằng sơn nó kêu chỉ nghe thằng shipper không phải mập thôi, chỉ ra hôm qua lên chợ ổi mình đó. Shipper là thằng chuyển hàng á, nó có đi ra đó nó mua được. Còn con thì cây thuốc cá thì con nó chưa có bự lấy được, còn dùng ở dưới. Nếu nó nếu tao đây có gì thì bây dặn nó dùng đấy, nhắc dùm hả? Thì nó có chuyển hàng đó. Bộ nói cái gì mình bán bán cái gì con bình bát thì mình tự có, cần kêu tụi con bán thiếm ra ngoài sông rồi cây okay. Bình bát không xong kìa kìa. Còn đâu nữa? Có rồi hả? Nó hết vụ nữa rồi. Mày kiếm cho ông ăn còn không có. Nó hết vụ rồi, nó hết trên trái rồi. Lúc thì ôm sùm mà lúc mà lúc nó cũng gần cái giải thôi nha. Giờ mình lụm ở dưới góc á, nó có mấy cái phần mà nó già nó rớt xuống. Nó thành hộp đó hả? Lấy cái hộp ấy phơi khô rồi qua con chỉ cho. Phơi khô bảy nắng thì qua con chỉ. Đây hay gì? Con nghiền giùm cho. Thôi nữa thôi, mày không ấy bán mua đi. Chứ giờ học bác này không có đâu. Muốn công tốn tiền. Lâu lâu mua xịt lần thử coi nó phát triển sao mình đổi mua thôi. À cái ổi mình á bao trái rồi, nó không có bao nhiêu sâu kệ nó đi. Mình xịt là nó kháng thuốc. Rồi cái là nó lần sau xịt nhiều hơn, tốn tiền lắm. Đừng bao trái đúng thời điểm là đỡ. Thôi mày ơi, tại ổng ghen chứ tao hỏi mày 60 kg ổi mà bỏ lại cái cho 7-8 kg. Mà làm gì mà hư được, làm gì mà nguyên tháng mưa này nó phải bị hết chịu tao cũng biết. Biết sao không? Mình đi á là một lỗ nhỏ đi lên tới Sài Gòn nó lan ra cục lận. Không có nói chuyện á, ở đây không, ví dụ bỏ đây ha. Ông hư quá, ông lấy nhốt được. Nhốt được quá không? Bây giờ con chỉ cho. Ổi mà hư có chừng chục vài ký mà làm gì mà không thì biết. Ai cũng nhốt ruột á, bởi vậy cho nên là mình làm cái nào mình cũng có cái lợi cái hại hết chứ đâu phải là mình lợi hết được đâu. Đúng không? Không mà sao mấy năm trước mà ổi tao cái nhỏ thiệt. Nhưng mà không hư nhiều. Ừ, không hư nhiều. Tại vì mình có mình xịt lúc này là bự, mình thiếu trái nhiều, bự trái bự nó không? Nó thối là do mình tưới phân ốc nhiều quá. Tình trạng là nó thừa đạm rồi. Thừa đạm. Vì bữa hôm mình tưới là giảm ốc lại đi. Bây giờ là mới tưới rồi nó mới kêu ngưng đó. Thì mới đây à, mới mình giảm tưới ốc mà trời mưa này mình tưới tháng nhiều tháng là nó tưới bữa mấy bữa gầm hai lần hả? Ủa chứ rồi tưới bữa mùa ba hay gì á? Tháng bây giờ 20.000 lần đi tháng. Rồi bây giờ tăng lên đi. Ơi bình thường á là chú thêm tưới mưa này ngưng bớt lại đi. Có ghi lại không? Có ghi lại
có mấy đợt trước có ghi mà đợt với phần ba tính ngày ba, ngày gầm với ngày 30 thì mình cũng tại đúng cho, giờ là tối ha, nó dễ đã nhớ lắm. Chưa tới nửa tháng mà chứ rồi mới 13 mình tứ hay gì á, không hai mấy rồi. Tứ hai mấy rồi mới tới. Ờ hai mấy rồi, chưa tới 30 đó phải không? Tới 30 ông tứ. Ông tính đợt này cỡ 25 mình hết tứ nữa. Ừ. Bây giờ một hũ mấy ngon hết biết. Hũ cá ủ phải không? Chú có quậy lên là cái này mà tứ nó đậm luôn á, đang thu. Cho nên trời mưa bão này nè, đạm trời nhiều lắm mà mình tưới vô nữa là nó úng. Hôm qua tao đổ vô rồi quậy nó xanh dông trong là trời ơi này. Đó thì được. Chứ đừng có tưới cá vô. Tao thấy nó mưa quá trời. Tranh thủ rải không sao ha. Sương sương thôi. À. Là mới rải qua. Rải mà trời nắng là phải ngâm nha, không ngâm là nó cháy. Tao trời nắng thì tao kêu ông rải rồi mấy đó, thịt lên luôn ha. À, không được. Mình mới rải này không sao bị đơ bờ. Ngâm chứ xịt nó cũng lại. Nó hư gốc mình á. Cái lá như ấy gì lắm, nó nằm trên mặt đất. Con nặng lắm. Con giải thích cho chú thím nghe gì nè, cái cho của mình á, mình biết là mình tưới nước xuống là nó gã. Nhưng mà cái rễ non của cây ổi nó ra là cái rễ non nó đâm ra để nó ăn, nó hút dinh dưỡng từ cái rễ non. Mà nếu như mà cái cho này mình tưới trực tiếp vô nè, rồi cái nước mình xịt trực tiếp vô là cái chất trong cho, những cái chất mặn á, nó trực tiếp vô cái rễ non, nó hút vô là nó chết cái rễ non, là nó cháy rễ. Người ta gọi là nó cháy rễ. Bởi vì mình có thể một bước nữa là mình ngâm. Chứ không mà ngâm khó gãi mẹ hả? Mình tưới. Tưới mà. Ngâm qua đây. Ngâm mình lấy cái nước mình tưới. Bởi vì bữa hổm tao nói ra tao với ổng ngâm, cái thằng quỷ kia qua nó nói thôi đừng ngâm gãy này. Đúng rồi, gãy kia. Anh Sơn hả? Anh cao quá không? Thằng nào không biết nữa. Thằng mập. Thằng mập. Nó mập cái gì á? Không sao mập là gì à? Hốt mập. Nó kêu tôi mới đầu nó qua thì nó kêu mình ngâm tứ. Rồi sao cái nó kêu thôi đừng ngâm tứ giờ chắc là bữa đó trời mưa đi, để đại ngoài mưa rồi nó kêu đó ngoài mưa là đúng rồi. Mà nói đúng không có sai đâu. Nó kêu ngâm trong cái thùng. Cái tao ngâm thùng thùng rồi tao quậy chung với cá thối. Ra tứ, tứ là không khỏi. Ông để ngoài mưa cho nó mưa nắng gì rồi chút ngày. Bây giờ tóm lại đi. Là phải để cho mưa nắng nó gã cái mặn rồi mới lấy cái đó gãi đi được. Rồi là xin nhận hai tháng ngon tại vì để mưa cho nhà tinh nặng. À chú, trong cái quá trình mình làm từ đầu năm đến giờ thì thấy chú thấy cũng ổn ha. Mình tiếp tục nữa như vậy chú thấy được không? Đợt này chắc chú tắt cũng hết tháng này luôn à. Thấy khả thi không? Hợp tác với tụi con khả thi không? Thì được, có lợi lãi cho gia đình. Có lời lãi vậy? Ừ, dạ. Có sổ không? Có sổ ghi chép tính toán không? Biết lắm. Tao làm được 17 triệu rồi đó. Wow, chúc mừng Hiếm, chúc mừng Hiếm. Rồi tao biết chân hả? Rồi, chúc mừng. Đây là một hộ đã làm với mô hình cộng đồng nông nghiệp Thuận Thiên được 6 tháng rồi đó, từ tối tới giờ. Đây là cuốn sổ của Hiếm. Wow, đây là cấp đầu thì hái nè, từng đầu được 1.4 triệu nè. Rồi này 880 nè, 400, 270. Rồi những cái sản phẩm gì 130 thì mình sẽ cập nhật tiếp nha các bạn. Rồi. Đó, rồi cái gì tới luôn đó.